Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm bậc 2 trên bậc nhất chứa tham số m. Trong cái buổi này ta sẽ đề cập đến các cái dạng liên quan đến sự biến thiên chứa tham số m cũng như là các bài cực trị chứa tham số m của hàm bậc 2 trên bậc 1 nhé. Nào chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Nào đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào cho thầy dạng số 1 là sự biến thiên chứa m. Thì ở đây cái phần biện luận ấy thì các bạn đã nắm được cách để các bạn đi tìm m đối với hàm bậc 3 hay hàm trùng phương. Thì hàm này cũng tương tự như vậy thôi. Nó chỉ khác ở một chỗ ấy, nó có thêm thằng mẫu. Để phân tích qua cho các bạn một chút nhé. Thì thực ra là cái này nó cũng bám chính xác giống y hệt luôn. Giống y hệt luôn cách mà chúng ta thực hiện đối với hàm bậc 3. Nào chúng ta cùng quan sát nhé. Xét hàm số ở đây là hàm bậc 2 trên bậc 1. Các bạn đi đạo hàm ra, được chưa nào? Sau khi đạo hàm xong ấy thì chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ có bốn cái dạng này người ta hỏi các bạn. Nếu như mà người ta đang cần xét sự đồng biến trên các khoảng xác định của hàm số này thì các bạn chỉ cần mỗi cái tử thôi, lớn hơn là bằng không với mod x thuộc r. Thì các bạn bảo là tại sao lại với mod x thuộc r, thì em tưởng là em chỉ lớn hơn bằng không với mod x mà nó nằm trong khoảng xác định, là tức là ở đây x phải khác bao nhiêu, chỉ n trên m chứ thầy. Không cần em ạ, kể cả ở trên tử này các bạn có nghiệm nhé, có bằng không nhé, đấy có bằng không, mà ở đây bằng không với cái nghiệm đúng mà trên tử luôn. Nhưng nếu như mà tử và mẫu nó rút gọn hết với nhau, nó ra được một hằng số, hằng số này là một số dương chẳng hạn, thế thì nó vẫn thỏa mãn bình thường, được chưa nào? Nên ở đây thằng này cứ lớn hơn bằng không là ok, được chưa nào? Lớn bằng không với mod x là ok. Còn hàm số này các bạn muốn nghịch biến trên các khoảng xác định của nó, các bạn chỉ cần một cái tử thôi, tử này luôn nhỏ hơn hoặc bằng không với mod x, đúng không nào? Mod x nhá. Rồi thì bây giờ bài toán tiếp theo là muốn đồng biến trên một khoảng k nào đó, có thể là khoảng từ a đến b thôi, thì các bạn vẫn cần cho thầy cái tử này của mình phải dương, được chưa nào? Nhưng chúng ta sẽ có một cái điểm nó giống như hàm phân tích bậc nhất trên bậc nhất, thì có cái điểm mà làm cho hàm số không xác định, đó là x bằng trừ n trên m. Thì cái điểm x bằng trừ n trên m này không được phép nằm ở trong cái khoảng k này, cái khoảng k các bạn đang xét đến đấy, nó nằm ở giữa khoảng k này thì rõ ràng nó bị gián đoạn rồi, gián đoạn thì nó không thể luôn đồng biến hay luôn nghịch biến được. Vì vậy ở đây để các bạn luôn đồng biến được trên khoảng k này thì các bạn thêm một điều kiện nữa cho thầy là cái mẫu này các bạn phải khác không nữa, được chưa nào? Mẫu phải khác không nhá, mẫu được khác không. Rồi và hàm số này muốn nghịch biến trên khoảng k này thì ông tử của chúng ta sẽ phải âm, đúng không nào? Tử âm rồi, vì mẫu nó luôn dương rồi mà, và mẫu này phải khác không với mod x thuộc trên khoảng k này nhá. Đây là cái phương pháp để các bạn thực hiện cái bài toán này, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi nhá. Ở đây chúng ta sẽ nhìn vào câu biểu số 1. Câu biểu số 1 là người ta hỏi các bạn là như sau. Tìm m để cho hàm bậc 2 là y bằng x bình trừ đi x cộng m trừ n chia cho bậc nhất x trừ 2 và đồng biến trên khoảng xác định của nó. Khoảng xác định của nó thì các bạn thấy cái lý thuyết thầy vừa cho các em rồi đấy, là chỉ cần mỗi cái y phải lớn bằng 0 thôi với mod x kèm ạ. Y phải lớn bằng 0 với mod x là được. Vậy đây thầy sẽ có. Đầu tiên là các bạn đi đạo hàm thôi thầy. Đạo hàm thì không có gì phức tạp cả. Các bạn dùng u trên v đạo hàm thôi nhá. U phẩy v đúng không, trừ v phẩy u chia cho mẫu bình phương, nhân tung nó ra thôi, 2x bình trừ x bình là còn x bình này, chỗ này là 2x nhân cả trừ 2 là trừ 4x, được không nào? Trừ 4x, trừ x ở đây cộng x ở đây hết rồi, vậy còn trừ 4x thôi. Rồi trừ 1 nhân trừ 2 là còn 2, 2 cộng với cả 2 nữa là 4 thôi, trừ đi m, xong rồi. Vậy các bạn đã hàm xong. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu đi biện luận, đúng không, để hàm số này như nào em. Để cái hàm số này của các bạn là đồng biến trên mỗi khoảng xác định thì các em chỉ cần mỗi cái tử thôi, đấy, cái tử thôi lớn hơn hoặc bằng không với mod x, được chưa nào? Mod x thì đây là tam thức bậc 2 rồi, để nó luôn lớn không với mod x chỉ cần a dương và delta của các bạn nhỏ hơn hoặc bằng không là xong. Hệ số a các bạn là bằng 1 rồi nhá, luôn lớn hơn không. Delta thì chúng ta phẩy vào nhanh, b phẩy của mình là trừ 2, b phẩy bình phương này, trừ ac, a là 1, c mình là trừ m cộng 4 thôi, nhỏ hơn là bằng 0. Rồi và đến đây chúng ta sẽ nhân tung nó ra thôi, tương đương chỗ này các bạn sẽ có 4 này, cộng m này, trừ 4 này, nhỏ hơn bằng 0. Vậy thì m các bạn sẽ nhỏ hơn là bằng 0 thôi, m nhỏ hơn là bằng 0. Kết thúc bài toán, đáp án cần chọn là b nhé. Thầy lưu ý thêm cho các bạn nhé, là ở đây chúng ta sẽ có tập xác định là D bằng R loại đi 2. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta chỉ cần xét cái thằng Y phải lớn bằng 0 với mod x thuộc R thôi, mà không phải là với mod x trong khoảng từ âm vô cực đến 2 và 2 đến dương vô cực. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như Y phẩy của các bạn ấy, đấy, Y phẩy của các bạn
có dương đấy tại x bằng 2 thì nó sẽ rút gọn ở đây. Mà rút gọn xong thì nó sẽ ra một đường thẳng, đúng không em? Rút gọn ra ra một đường thẳng. Đường thẳng thì các bạn có thể luôn đồng biến được, đúng không nào? Đồng biến được. Vậy sao cái tử của mình luôn dương là ok. Đấy. Nó có thể rút gọn đi nhau được, không vấn đề gì cả nhé. Thế sang câu vị số 2, có bao giá trị nguyên của m trong đoạn từ 1 đến 20 để hàm số này đồng biến trên khoảng từ 2 đến 3. Rồi. Chúng ta cùng quan sát lại cái phần lý thuyết của thầy. Phần lý thuyết của chúng ta là đồng biến hay nghịch biến trên khoảng K, thì các bạn chỉ cần cái tử của chúng ta dương và cái mẫu các bạn chỉ cần khác không với mọi x nằm trong khoảng K này là được. Được chưa nào? Đó, x nằm trong khoảng K này. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ có tập xác định ở con này, tập xác định là D bằng R. Bạn loại đi cái nghiệm ở mẫu. 3x trừ m bằng 0 thì x của các bạn bằng m trên 3. Đấy, vậy thì R loại đi cái giá trị m trên 3. Các bạn đi đạo hàm vào thầy. Y phẩy. Thầy dùng U trên V đạo hàm. U phẩy V này. Trừ V phẩy U này. 3x đạo hàm là 3 rồi. Nhân với cả chứa x bình phương. Cộng 3x trừ m trừ 1. Đúng không nào? Chia cho cái mẫu bình phương. Rồi, ta nhân tung tóe nó ra thôi. Chỗ này các bạn sẽ có là trừ 6x bình phương cộng 3x bình phương là còn trừ 3x bình phương. Rồi, chúng ta sẽ có x là bằng bao nhiêu đây? Chỗ này là 9x, trừ 9x hết. Vậy chỗ này còn là trừ 2 cộng 2 mx. Rồi, chỗ này là trừ 3m mà lại cộng 3m hết rồi. Còn cộng 3 nữa thôi. Đấy, ta nhầm được ngay. Bạn nào không nhầm được thì cứ nhân tung nó ra cho thầy nhá. Bình phương. Đấy, bởi vì cái mấy bước này là mấy bước từ lớp dưới thôi. Bây giờ mình đi biện luận này. Để hàm số này của các bạn là đồng biến được trên cái khoảng từ 2 đến 3 thì lúc này y phẩy của các bạn sẽ cần phải lớn hơn bằng 0, đúng không? Với mọi x của mình trong khoảng từ 2 đến 3. Được không nào? Rồi. Vậy thì để có thể đồng biến được trong khoảng từ 2 đến 3, đồng thời ở đây, cái nghiệm ở mẫu của mình ấy là m trên 3. Cái thằng này là cái thằng củ chuối thôi. Thằng củ chuối là cái thằng làm cho hàm số bị gián đoạn rồi. Thì bây giờ nó đang đồng biến trên khoảng từ 2 đến 3 thì cái điểm này không được phép nằm ở trong cái khoảng từ 2 đến 3. Được chưa nào? Đấy. Không được phép nằm trong khoảng từ 2 đến 3. Được chưa nào? Đấy. Để nó luôn mượt mà được trong cái khoảng từ 2 đến 3 này. Ok chưa nào? Và ở đây chúng ta sẽ có tiếp tục. Y phẩy lớn bằng 0. Các bạn chỉ cần tử nó dương thôi. Là trừ 3x bình phương cộng 2mx cộng 3. Ok chưa? Lớn là bằng 0 với mọi x của mình đi từ 2 đến 3. Cái đoạn ở dòng dưới này các bạn có thể ghi là cái nghiệm ở mẫu nhé, là 3x trừ m nhé, khác không nhé, khác không với mọi x trong khoảng từ 2 đến 3 được nhé. Rồi, vậy bây giờ ta sẽ có được m không nằm trong cái khoảng 2 đến 3 thì m trên 3 của mình nằm ở phần ngược lại đi lớn hơn 2 sẽ nhỏ bằng 2 và ngược lại của việc nhỏ hơn 3 sẽ lớn hơn bằng 3 thôi. Xong rồi, giải nốt nó ra thôi. Đoạn ở trên chúng ta sẽ dùng phương pháp cô lập m thôi. Cô lập m là 2mx này sẽ lớn bằng là 3x bình phương và trừ đi 3. Thì chia 2 về cho gì luôn em? Chia ra 2x luôn. Đó, chia 2x luôn thì bên này mất đi 2x. Thì các bạn chia không cần đảo chiều bậc phân trình do x của mình ấy nằm trong khoảng từ 2 đến 3 là x dương rồi nên các bạn chia tẹt bô nhá. Không vấn đề. Ở dưới chúng ta sẽ ra được cái gì nhỉ? Ở dưới của mình là m quy đồng lên nhỏ bằng 6 và m các bạn sẽ lớn hơn được bằng số 9. Xong. Rồi, ở trên này thì các bạn thấy là lại áp dụng bài toán Sơn Tùng mà thôi. Bài Sơn Tùng là m sẽ luôn lớn hơn mọi giá trị của hàm này. Luôn lớn hơn mọi giá trị của hàm này thì các bạn phải đi tìm gì cho thầy? Đi tìm ra mắc của ông này bằng bao nhiêu. Ủa đúng không nào? Mắc của ông này. Nha, mắc của ông này. Thì để tìm min mắc thì các bạn có thể đi đạo hàm là bảng biến thiên hoặc là các bạn dùng gì em nhỉ? Table luôn cho thầy. Nha, table. Nào bây giờ thầy table luôn này. Table. Các bạn ấn menu 8 này. Em nhập hàm số bao tôi. 3x bình phương này. Trừ 3 này. Chia cho 2x. Rồi. Mình ra quét đi từ 2 đến 3 thôi. Khoảng nhé. Bước của mình là gì em? 1 chia 20. N trừ start chia 20.
Rồi bây giờ mình kéo dưới xem cái max thực sự của nó là bằng bao nhiêu. Ok, max của mình đang thấy nó bằng số 4 đây này. Đúng không? Nhưng mà nó bằng 4 tại x bằng 3 cơ. Tức là cái hàm số này của các bạn ấy, cái hàm số bên phía phải này. Đấy, cái hàm này thì gọi là hàm gx đi. Hàm gx này của các bạn ấy, nó luôn như nào em? Nó sẽ luôn nhỏ hơn số 4. Đấy, nó nhỏ hơn 4, nó không bằng 4 được. Nó không bằng 4 được, nó luôn nhỏ hơn 4. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ này này, nó muốn chạm được vào số 4 thì nó phải chạm được vào x bằng 3. Nhưng tuy nhiên trong cái khoảng mình đang xét là cái khoảng này chúng ta sẽ không lấy x, đúng không? Không lấy x trong cái khoảng từ đâu đến đâu. Không lấy x trong khoảng từ đây này. Đấy, không lấy số 3 đúng không? Không lấy số 3. Nên đâm ra là nó không chạm được vào số 4. Mà không chạm vào số 4 ấy thì suy ra cái hàm gx này chúng ta chỉ lấy cái miền giá trị là nhỏ hơn 4 thôi. Hàm gx. Vậy thì m phải lớn hơn hoặc bằng, không bằng được đâu. Vậy m lớn hơn thì nó là một phần ngược lại thôi. Là phần này này, m lớn hơn. Vậy thì ngược lại thôi, đúng không? Thì ở đây các bạn có m rồi thì m các bạn sẽ phải lớn hơn bằng số 4. M phải lớn bằng 4 nha. M lớn bằng 4 thôi. Vậy tương đương đây sẽ có m lớn bằng 4 này hoặc là m sẽ nhỏ bằng 6 hoặc m lớn bằng 9. Rồi kết hợp lại thôi. Các bạn kẻ cái trục ra thôi. Đấy, kẻ cái trục ra. Lớn bằng 4 này. Rồi nhỏ bằng 6, lớn bằng 9. Bỏ thằng ở giữa đi này. Bỏ thằng nhỏ hơn 4 đi này. Kết hợp lại thì các bạn sẽ chỉ còn đi từ 4 đến 6 và lớn bằng 9 thôi. Và người ta hỏi các bạn là có bao giá trị nguyên trong đoạn từ 1 đến 20 đúng không? Vì m thuộc trong đoạn từ 1 cho đến 20. Đúng không nào? Nên các bạn sẽ lấy được m. Chúng ta giá trị là gì? 4 này, 5 này, 6 này. 4, 5, 6 rồi lớn hơn số 9 đúng không? 9 cho đến bao nhiêu luôn? 20. Rồi, vậy ở đây 4, 5, 6 là có 3 giá trị rồi này. Từ 9 đến 20. 4, 5, 6 rồi đến 9. Rồi từ 9 đến 20. 9 đến 20. 9 đến 20 thì các bạn sẽ lấy 20 trừ đi 9 là bằng 11. 11 cộng 1 nữa là 12 giá trị. Vậy tổng lại là các bạn sẽ có 15 giá trị nguyên tất cả. Vậy đáp án cần chọn là đáp án C nhá. C. Kết thúc câu số 2. Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong đoạn từ trừ 2 đến 30 sao cho ứng với mỗi m? Hàm số y bằng x bình cộng 5x trừ m trừ 1 chia cho 5x trừ m nghịch biến trên khoảng từ 1 đến 4. Cái bài này lại là nghịch biến trên khoảng K rồi. Nào chúng ta lại xem lại lý thuyết một lần nữa nhé. Để nghịch biến trên khoảng K thì các bạn chỉ cần mỗi cái tử của chúng ta như nào thôi. Sau khi đạo hàm xong tử nó âm thôi. Nhỏ bằng 0 và mẫu các bạn khác 0 nhé. Với mọi x trong khoảng K này. Rồi vậy ở đây x khác 0 trong khoảng K. Mình xử lý nào. Tập xác định của câu này là D bằng R, loại đi cái nghiệm ở mẫu. Mẫu của mình là M chia 5. Tiếp tục chúng ta đi đạo hàm nó ra thôi. Y phẩy của mình là gì? U phẩy V này. Trừ V phẩy U. Chia cho mẫu bình phương. Rồi các bạn nhân tung nó ra thôi cho thầy. 10 này trừ đi 5 là còn 5 thôi này. Chỗ này là 25x trừ 25x hết. Vậy các bạn còn trừ 2mx thôi. Trừ 5m cộng 5m hết rồi. Vậy các bạn còn cộng 5 thôi. Bây giờ cái mẫu bình phương. Các bạn có thể dùng bước giải nhanh nếu muốn nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ biện luận nào. Để hàm số này nghịch biến được trên cái khoảng từ 1 đến 4 thì lúc này các bạn sẽ cần đến là ông y phẩy của chúng ta lớn bằng 0 với mọi x của mình trong khoảng từ 1 đến 4. Đồng thời ở đây cái nghiệm ở mẫu này là cái thằng m trên 5 này này, nó không được phép nằm trong khoảng từ 1 đến 4. Cái điểm này là cái điểm sida đúng không? Nghiệm ở mẫu này là cái điểm sida. Sida không được phép nằm trong cái khoảng mình đang xét. Xong nhá. Vậy tương đương nó giống y hệt hàm bậc 1 trên bậc 1 ấy, nhưng mà nó chỉ khác là ở đây y phải thêm số bằng. Hàm bậc nhất trên bậc nhất không có số bằng. Đúng không nào? Nào y phải chỉ cần mỗi tử thôi. 5x bình trừ đi 2mx cộng 5 lớn bằng 0 thôi. Với mọi x đi từ 1 đến 4. Và m trên 5 không nằm trong khoảng này, nó nằm ngược lại là m trên 5 nhỏ hơn là bằng 1 hoặc lớn hơn là bằng số 4. Tương đương. Cô lập m nha.
Cô lập M thì ở đây thầy sẽ có là 5x bình phương này cộng 5 sẽ lớn hơn hoặc bằng cái thằng 2mx gì khi các bạn chuyển về, được không nào? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cô lập M thì chia 2 về cho x 2x gì. X tôi đi từ 1 đến 4 là số dương rồi, nên các bạn đảo chiều. À không cần đảo chiều. Xong. Đấy. Lúc này quy đồng lên thì M các bạn sẽ nhỏ bằng 5 hoặc là M các bạn sẽ lớn hơn bằng số 20. Xong nhỉ? Vậy đến đây các bạn dùng table cho nó nhanh thôi, đỡ phải đi đảo hàng về bên trái này ra. Vậy cái vế trái này luôn lớn hơn M thì mọi giá trị của nó đều lớn hơn, kể cả cái thằng gì? Min. Vậy thì min của nó thôi, 5x bình cộng 5 chia cho 2x gì. Rồi các bạn quét một phát đi từ 1 đến 4 cho thầy. Đấy 3 chia 20 nhá. Xem min bằng bao nhiêu. À min là số 5 rồi. Vậy đây các bạn tưởng tượng là hàm số này luôn lớn hơn hoặc bằng số 5 không? Không, mà nó chỉ lớn hơn 5 thôi. Bởi vì sao? Nó muốn chạm được vào giá trị 5 thì nó phải chạm được vào giá trị x bằng mấy? X bằng 1, đúng không nào? Đấy, hàm bên tay trái của mình là hàm này này. Hàm này muốn chạm được vào số 5 thì nó phải chạm vào số 1 được. Nhưng cái hàm này không chạm vào số 1, x lớn hơn 1 mà. Nên chỗ này không chạm vào số 5, nó chỉ lớn hơn 5 thôi. Mà luôn lớn bằng M thì M phải nằm ở phần ngược lại thôi. Nó sau rồi này. Vậy thì M sẽ nhỏ bằng 5 thôi. Đấy, M nhỏ bằng 5. Vậy, ở đây thầy sẽ có tương đương. Đồng thời như ở trên là M nhỏ bằng 5 này. Ở dưới, M sẽ nhỏ bằng 5. Hoặc là M lớn bằng 20. Kết hợp đồng thời xảy ra thì chỉ lấy M nhỏ hơn hoặc bằng 5 mà thôi. Và vì M đi từ trừ 2 đến 30 đúng không? Vì M đi từ trừ 2 cho đến 30 và M các bạn thuộc vào Z. Nên suy ra M các bạn gồm các giá trị là từ trừ 2 cho đến 5 là có 8 giá trị nguyên của M tất cả. Đáp án đi nha. Tiếp tục câu 3. Câu số 4, có bao nhiêu giá trị nguyên của M trong đoạn từ trừ 2024 đến 2024 để hàm số y bằng sin bình x trừ đi 2m sin x cộng 2m bình trừ 1 chia cho sin x trừ m nghịch biến trên khoảng từ 0 đến pi trên 2. Ok, các bạn thấy cái hàm bậc 2 này đúng không, trên bậc 1 chưa? Vậy nhưng mà bài này nó lại đưa về biến sin. Vậy các bạn đi đặt vụ lại cho thầy thôi. Đặt lại trước khi làm, đặt cho thầy cái sin x này này là bằng t. Thì mình đã đổi sang một biến mới thì các bạn phải đổi lại cái điều kiện của biến nhá. Vì x của mình ấy nó nằm trong khoảng từ 0 đến pi trên 2 thôi. À, người ta yêu cầu là nghịch biến trên khoảng từ 0 đến pi trên 2 thì thằng t nó nằm trong khoảng nào? Thì đây, các bạn lấy máy tính ra mà quét đi được đến 1 đi mà. Đây sin x này. Nhớ chuyển máy tính sang radian cho thầy nhá, đang ở độ này. Radian shift menu đơn vị góc radian. Các bạn quét đi từ 0 này đến pi trên 2. Đấy, pi trên 2. Công thức n trừ start chia 20 là pi trên 2 chia 20 là pi trên 40 rồi. Kéo xuống dưới, đấy, các bạn theo đi từ 0 đến mấy đây, đến 1 chưa? Vậy thì ở đây x tăng thì t cũng tăng, t tăng, đấy, các bạn thấy cô bên phải này, t tăng từ 0 đến 1 thôi. Vậy ở đây, x đi từ 0 đến pi trên 2 thì t đi từ 0 đến 1. Vậy suy ra cái yêu cầu bài toán không bị đảo chiều gì đâu, là gì? Là t bình trừ đi 2m, thay sin hết bằng t, 2m bình trừ 1, chia cho cái mẫu thôi, là t trừ m. Và người ta đang yêu cầu nghịch biến thì nó vẫn giữ nguyên đề bài là nghịch biến, nhưng mà trong khoảng từ 0 đến 1 mà thôi. Trừ khi nào mà chúng ta phải đổi thành đồng biến nhỉ? Đó là khi x của các bạn thấy nó tăng nhưng t các bạn bị giảm đi, đúng không em? Rồi yêu cầu đề bài vẫn được giữ nguyên nhá. Xong rồi, và đến đây thì chúng ta biện luận giống như cái câu ví dụ số 2 và câu ví dụ số 3. Cụ thể như sau. Suy ra y phẩy các bạn phải lớn bằng 0 với mọi x của mình đi từ 0 đến 1. À, mọi t đi từ 0 đến 1. Đồng thời ở đây chúng ta sẽ có cái nghiệm ở mẫu. Nghiệm ở mẫu là gì? Thì hãy chú ý đến tập xác định của con này là d bằng r. Nhưng mà loại đi cái nghiệm ở mẫu là loại đi m, đúng không nào? Tức là cái điểm m, điểm sida không được phép nằm trong cái khoảng mình đang xét là từ 0 đến 1. Ok. Vậy đây thầy sẽ giải tiếp y phẩy lớn bằng 0. Nào mình đi đạo hàm con này ra thôi. U trên v đạo hàm này. U phẩy nhân v một rồi, trừ v phẩy u chia cho mẫu bình phương.
M không nằm trong cái khoảng này. Ok. Nào bây giờ tiếp tục. Mình chỉ cần xét cái tử đúng không? Lớn bằng không thôi. Nhân ra nhá, 2t bình trừ t bình là còn t bình thôi này. À, trừ 2mt cộng 2mt hết mt rồi. Đấy, rồi còn trừ 2mt tiếp. Trừ 2mt này. Rồi cộng 2m bình phương trừ 2m bình phương hết. Còn cộng 1 thôi. Rồi, lớn bằng 0. Với mọi t trong khoảng từ 0 đến 1. Và m không nằm trong cái khoảng kia thì nó nằm ngược lại. Đấy, nhỏ bằng 0 hoặc lớn bằng 1. Tương đương tiếp. Cô lập m này. T bình cộng 1 sẽ lớn bằng là 2mt. Thì các bạn chia 2 về cho gì thôi. 2t luôn. T đi từ 0 đến 1 là số dương rồi. Chia 2t thẳng cẳng luôn. Đấy, còn m thôi. Không này, mọi t vẫn trong khoảng từ 0 đến 1 nhá. Ở dưới các bạn sẽ có m nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc m lớn bằng 1. Ok, và đến đây chúng ta sẽ thấy mọi giá trị của vế này đều lớn hơn m thì mà min thôi. Bộ thôi. Đến 1 chia 20 đúng không? Ok, mình thấy bằng số 1 đây này. Vậy thì M sẽ bé bằng 1. M bé bằng 1. M nhỏ bằng 0. M lớn bằng 1. Cái trục ra cho các bạn thấy nhá. Đầu tiên là M nhỏ bằng 1. Đấy, bỏ cái thằng ở sau đi. Thứ hai là M nhỏ bằng 0. Và có cả lớn bằng 1. Bỏ thằng ở giữa đi. Vậy thì suy ra các bạn còn lại là M nhỏ bằng 0 hoặc là M bằng 1 mà thôi. Bằng 1 là thỏa mãn. Vừa thỏa mãn nhỏ bằng 1, vừa thỏa mãn lớn bằng 1 thì chỉ có mỗi m bằng 1 thôi. Được chưa nào? Bây giờ người ta đang lấy là m trong đoạn từ âm 2024 đến 2024. Kết luận. Vì m nằm trong đoạn từ âm 2024 đến 2024 và m các bạn thuộc vào Z. Đúng không nào? Lúc này m các bạn gồm các giá trị như sau. Là từ âm 2024 cho đến số 0. Và lấy cả số 1 nữa. Rồi vậy thì các bạn sẽ có bao nhiêu giá trị đây? Là 2026 giá trị đáp án C. Để kết thúc bài toán. Câu số 5 tương tự. Người ta cũng hỏi các bạn là có bao nhiêu giá trị nguyên của M trong đoạn từ trừ 20, 20 sao cho hàm số cốt bình trừ đi 2 cốt x cộng M chia cho cốt x trừ M nghịch biến trong khoảng từ 0 đến pi trên 3. Thì câu này thì muốn các bạn là tự xử lý giúp thầy. Tự xử lý. Tự xử lý. Rồi dừng video lại và tự xử lý đi. Ok, coi như các bạn dừng rồi nhá. Là phải nghiêm túc đấy nhá. Tập xác định nào. À thôi, tập xác định làm gì vội. Đặt ấn phụ trước, đúng không nào? Đặt đi. Thế hàm bậc 2 trên bậc 1 rồi. Đặt cos x bằng t này. Ép điều kiện lại. Vì cái x của các bạn trong khoảng từ 0 đến pi trên 3 thì thằng t các bạn trong khoảng nào đây? Các bạn quét thôi. Ở đây mình sẽ dùng cos x này. Các bạn quét từ 0 đến pi trên 3. Đấy. Lấy n trừ start trên 20 thôi. Pi trên 3 chia 20 nhân 60 nhé. Và kéo nó chạy từ 1 cho về mấy đây? Từ 1 nó về là 0,5. Tức là từ 1 về 0,5. Các bạn thấy nhé. Cột bên trái là x tăng. Nhưng cột bên phải là cái y nó bị giảm xuống đúng không? Là cốt bị giảm xuống. Các bạn không thể ghi là giảm từ 1 về 0,5 như này được. Ghi này rất là cùi đúng không? Nhìn rất là vớ vẩn luôn. Vì vậy thì các bạn phải ghi là từ 0,5 cho đến 1 nha. 0,5 cho đến số 1. Đúng không? Và chú ý với thầy là x nó tăng nhưng mà t nó bị giảm thì cái yêu cầu bài toán sẽ bị đảo chiều ấy nhá. Yêu cầu bài toán là y bằng t bình này trừ 2t cộng m chia cho cái mẫu là t trừ m. Đấy, đang nghịch biến đúng không? Đổi lại đề bài thành đồng biến trên khoảng từ 0,5 cho đến số 1. Ok, vậy thì đồng biến được suy ra. Các bạn phải có y phẩy lớn bằng 0 với mọi x của mình trong cái khoảng này. Và ở đây cái mẫu của các bạn, tập xác định nhé, tập xác định. Là D bằng R, loại đi cái nghiệm của mẫu là loại đi.
M thì M của mình không được phép nằm ở trong cái khoảng từ 0,5 cho đến 1. Làm tương tự thôi mà. Tương đương, chúng ta sẽ giải quyết câu này. Y phải U phải nhân V trừ V phải nhân U. Thế nào? Chia cho mẫu bình phương. Mình biết là cái mẫu luôn dương rồi thì thôi, chỉ cần cho cái tử dương thôi nhá. Với mọi x của mình trong khoảng từ 0,5 cho đến 1. Ở dưới M không nằm trong khoảng này thì ngược lại là nhỏ bằng 0,5 hoặc lớn bằng 1. Tương đương. Ta nhân tung ra thôi. 2t bình trừ đi t bình là t bình này. Trừ 2mt. Trừ 2mt. Rồi, trừ 2t cộng 2t hết rồi. Cộng 2m trừ m thì các bạn sẽ còn là cộng m thôi. Lớn hơn hoặc bằng 0. Ok, chỗ này mình cô lập m lại thôi. M các bạn sẽ lớn hơn là bao nhiêu? Chúng ta sẽ nhóm nhân tử chung ra. M của mình sẽ là 1 trừ đi 2t. Đấy, 1 trừ 2t sẽ lớn bằng chuyển t bình sang là trừ t bình. Được không nào? Tuy nhiên ở đây, sau khi mà chúng ta cô lập xong ấy, đấy các bạn nhóm mời rồi chúng ra ngoài, chỗ này nó bị lắc lát. Cô thấy viết xong nó bị lắc lát. Alo. Lắc à? Nó lắc em ạ. Lắc lắc rồi. Rồi các bạn sẽ nhóm mời nhân tử chung ra ngoài là m này, nhân cả 1 trừ đi 2t đúng không? Lớn bằng trừ t bình phương. Các bạn cô lập thì các bạn sẽ chia cái về cho gì em nhỉ? À, 1 trừ 2t. Nhưng nó có dấu âm hay dấu dương đây khi mà t nó đi từ 0,5 đến 1. Nếu bạn nào mà lười ấy, thì các bạn có thể quét cái đỡ phải xét dấu 1 trừ đi 2 x gì này đúng không, lấy x nó đi từ 0,5 cho đến 1 thôi. Rồi lấy 0,5 cho 20, các bạn nhìn cái dấu của nó này, các bạn thấy nó luôn nhèo đấy, luôn âm không đấy, nó luôn âm, nó âm hết tất cả các em ạ, nó âm hết đúng không. Hoặc các bạn sẽ giấu ở đây, các bạn sẽ có một nghiệm nó là bao nhiêu em nhỉ? Nó là nghiệm 1/2 đấy. Phải cùng này, trái khác, mà đi từ 0,5 cho đến 1, đây đó. Âm, các bạn thấy âm chưa? Xét dấu phát là mình nhìn ra ngay số âm. Vậy thì lúc này, các bạn chia ấy, thì các bạn phải đảo chiều bớt phương trình, nhá. Vậy, suy ra, tung M này của các bạn sẽ thành nhỏ hơn hoặc bằng là trừ T bình, chia cho 1 trừ đi 2 T. Rồi, ở dưới vẫn như vậy thôi. Rồi, và đến đây chúng ta sẽ đi table thôi. T. Sorry các bạn, chỗ này các bạn sửa lại đến mọi t của thầy nhé. Mọi x, mọi t. Mình đã xét thành biến t mà. Bên tay. 0,5 cho đến 1. Ok. Rồi và đến đây các bạn cầm máy tính các bạn bấm thôi. Quét nào, từ 0,5 đến 1. Xem, mọi thứ của ông này đều lớn hơn M. Thì tìm ra min đúng không em? Tìm min. Min của mình là số 1 đây rồi. Vậy thì M sẽ nhỏ bằng 1 thôi. Nó không chạm vào 1. Hàm này luôn lớn hơn M thì M sẽ... thì cái hàm này luôn lớn hơn số 1 đấy nhá. Luôn lớn hơn 1 bởi vì nó có chạm vào số 1 quái đâu. Có thấy không? Nó muốn bằng 1 được thì nó phải có T bằng 1. Nhưng mà hàm này không chạm vào T bằng 1. Nên hàm này giá trị của nó cũng chỉ là nhỏ hơn 1 thôi. À, lớn hơn 1 thôi, giá trị lớn hơn 1. Mà thằng này lại lớn hơn hoặc bằng M thì M sẽ có thể bằng 1 được nha. M sẽ nhỏ bằng 1. Rồi. Ở chỗ này là M nhỏ bằng 0,5, M lớn hơn hoặc bằng 1. À, tương tự nhỉ. Đây, các bạn nhìn cái trục này, các bạn sẽ có nhé, M của mình nhỏ hơn bằng 1, có thằng lớn hơn 1 đi này. Đấy, M lại nhỏ bằng 0,5 đúng không? Đấy. Hoặc là M lớn bằng 1, có thằng ở giữa đi. Cùng các bạn chỉ còn lại là M nhỏ bằng 0,5 hoặc là M bằng 1 mà thôi. Giống câu trên. Rồi. Thế thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ, sau khi kết hợp xong, người ta hỏi bao nhiêu giá trị nguyên trong đoạn từ trừ 20 đến 20 đúng không? Kết luận. Vì
M trong đoạn từ -20 này đến 20 và M thuộc vào Z. Nên các bạn sẽ có các giá trị của M là gì đây? Từ -20 cho đến 0 và đến 1 này. Đây các số 1, vậy các bạn sẽ có 22 giá trị tất cả. 22 giá trị các bạn này. Kết thúc câu số 5 nha. Thì thầy cũng vừa kết thúc cho các bạn cái set tính đồng với nghịch biến của hàm phân thức bậc 2 trên bậc 1. Đấy, thì các bạn lưu ý lại cho thầy cái phương pháp để làm nhé. Thông qua làm ví dụ chắc là clear rồi, là cả dạng đặt ấn phụ luôn. Thì đây, cái phương pháp của nó chỉ có 4 cái đầu dòng này thôi. Được phải nhé. Rồi, chúng ta cùng sang dạng số 2, đó là cực trị của hàm phân tức bậc 2 trên bậc 1 chứa tham số M. Thì ở trong cái bài này, chúng ta vẫn sẽ sử dụng toàn bộ lại những cái lý thuyết của cực trị ở trong cái giai đoạn số 1 là giai đoạn nền tảng ấy. Nào, chúng ta cùng quan sát một chút nhá. Ở đây thầy thêm một cái kiến thức mới cho các bạn là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm phân tức bậc 2 trên bậc 1. Thì các bạn có thể viết nhanh bằng cách là các bạn sẽ lấy đạo hàm của tử chia cho đạo hàm của mẫu. Được chưa? Ví dụ ở đây các bạn sẽ quan sát thấy đạo hàm của tử sẽ là gì em nhỉ? 2ax cộng b thôi đúng không? Đây rồi. Đạo hàm của mẫu thì còn mỗi p thôi. Thì đây chính là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Tại sao lại có công thức này? Thì đây thầy sẽ chứng minh cho các bạn công thức này nhá, chứng minh công thức này. Thì cái công thức này thầy cũng không ghi vào, bởi vì thực ra là không cần thiết nó phải chứng minh, làm gì lần sau các bạn cứ thế mà sử dụng thôi. Thì ở đây thầy giả sử khi mà các bạn đạo hàm ấy thì các bạn có phải là có y phẩy của hàm bậc 2 trên bậc 1 dùng u nhân v, u trên v đạo hàm là u phẩy v trừ v phẩy u trên mẫu bình phương đúng không? Thì tọa độ của hai điểm cực trị giả sử thầy gọi là x1y1 và x2y2 đi. Thì nếu như nó là đặt cực trị thì rõ ràng y phẩy tại đây phải bằng không rồi. Y phẩy tại đây bằng không, tức là khi mà các bạn thay điểm x1 và x2 vào trong cái thằng y phẩy này, nó phải bằng số 0. Vậy suy ra cho cái tử bằng không, đúng không nào? Khi tử bằng không thì các bạn sẽ thấy u phẩy v trừ v phẩy u là bằng không rồi. Vậy thì u trên v của các bạn sẽ bằng là u phẩy chia cho v phẩy. Đấy, u phẩy v này, đúng không? Trừ v phẩy u đấy, chuyển về sang bằng không mà. Thì đấy, u trên v nó bằng u phẩy trên v phẩy luôn rồi, có gì nữa. Tức là y của mình ấy là u trên v, ban đầu của mình đang là y là u trên v, nó bằng luôn thằng gì em? U phẩy trên v phẩy. Nếu như nó đi qua được hai điểm cực trị là x1 và x2. Thấy chưa nào? Vậy suy ra cái y cực trị ấy, y cực trị là u trên v này, nó bằng luôn u phải trên v phải. Rồi ok, vậy thì y1 y2 nó chính là y của hai thằng cực trị, mà y của hai thằng cực trị nó chính chỗ này là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Thấy chưa nào? Đấy, bản chất là như vậy. Rồi mình đến với câu số 6, để hàm số y bằng x bình cộng m x cộng 1 chia cho x cộng m đạt cực đại tại x bằng 2. Thì m thuộc trong khoảng nào? Thì các bạn muốn biết m nằm trong khoảng nào thì hãy nhớ đến lại cho thầy cái tính chất khi mà một hàm số đạt cực đại cực tiểu. Thì cái này thầy đã nhắc ở hàm bậc 3 rồi. Có phải là nếu như hàm số đạt cực đại tại điểm x bằng 2 nhá, cực đại đi, tại x bằng 2. Đấy, thì các bạn sẽ có y phẩy tại cái điểm 2 này phải bằng 0 và y 2 phẩy tại 2 phải nhỏ hơn 0. Còn nếu như đạt cực tiểu thì sao? Thì y phẩy tại điểm x0 đấy nó phải bằng 0 và y 2 phẩy tại x0 phải lớn hơn 0. Đúng không nào? Rồi thì bây giờ chúng ta đang cần y phẩy và y 2 phẩy. Đúng không nào? Nhưng các bạn tưởng tượng mà xem, nếu như hàm bậc 2 trên bậc 1 mà các bạn y 2 phẩy thì cực kỳ to đấy. Nên để làm gọn lại nhé, thầy dạy cho các bạn một cái kỹ thuật. Đó là các bạn nên rút gọn trước. Các bạn nên rút gọn trước thằng y này. Đấy, các bạn chỉ dùng chia thức nhá, nhưng bài này thì chắc là không cần chia thức. Các bạn thấy chỗ này này, nhóm x nhân tử chung ra ngoài này. X nhân cả x cộng m này. Đấy, nó giống thằng mẫu luôn. Đúng không em? Cộng 1 chia cho x cộng m. Đấy, nên không cần là mình phải đi chia thức nữa. Còn x thôi, cộng cả 1 trên chỗ x cộng m. Đấy, thì đạo hàm thằng này nó sẽ gọn hơn. Hiểu không nào? Nào, bây giờ y phẩy nhá. Y phẩy của mình bằng gì? X đạo hàm là 1. 1 trên x đạo hàm là -1 trên x bình phương này. Đấy, thấy gọn hơn chưa? Rồi tương tự như vậy, y 2 phẩy các bạn bằng gì? 1 đạo hàm bằng 0 rồi. 1 trên u đạo hàm là -u phẩy trên u bình phương. Trừ u phẩy này, trừ đi u phẩy là x cộng m bình phương tất cả đạo hàm. Được chưa nhỉ? Chia cho u bình phương. Trừ u phải trên u bình phương là x cộng m tất cả mũ mấy? Mũ 4. Rút gọn lại, đúng không? Trừ đi trừ thành cộng này. Còn thằng này đạo hàm ra là 2 nhân x cộng m thôi. Chia cho x cộng m tất cả mũ 4. Thì các bạn rút gọn đi là còn 2 chia cho x cộng m tất cả mũ mấy? Mũ 3 thôi. Được không nào? Rồi, bây giờ các bạn thay vào cho thầy nha. Y phải tại 2, các bạn thay số 2 vào này. 2 cộng cả 1 trên cho 2 cộng m bằng 0. Y 2 phẩy tại điểm 2 là 2 chia cho 2 cộng m tất cả mũ 3. Nhỏ hơn 0. Rồi. Quy đồng lên thôi là 4 này cộng 2m cộng 1 là bằng 0. Ở dưới chỗ này
thì các bạn chỉ cần là 2 cộng m tất cả mũ 3 thôi. Nhỏ hơn không? Bởi vì 2 là số dương rồi. Giải tiếp ra thôi, tương đương. Các bạn sẽ có m của mình, chỗ này nó bằng là âm 5 phần 2. M chỗ này, 2 cộng m chỗ này. Nhỏ hơn không thôi. Tương đương. M bằng âm 5 phần 2 này. Và m các bạn nhỏ hơn âm 2 này. Ok, lấy được m bằng âm 5 phần 2 rồi. Âm 5 phần 2 thì chắc chắn làm trong đáp án B. Nha, thế thôi câu 6. Rồi, mình đến với câu ví dụ số 7. Tìm m để hàm số này có cực đại và cực tiểu. Tư duy rất đơn giản nhé. Chúng ta phải có tư duy trước này. Thằng này có cực đại cực tiểu, tức là các bạn thấy hàm bậc 2 thì muốn có cực đại cực tiểu là nó có hai điểm cực trị. Vậy thì y phải bằng 0. Mình phải bám rằng y phải bằng 0, nó phải có hai nghiệm đơn. Thế thôi. Nha. Và hai nghiệm đơn này của các bạn chắc chắn phải khác cái nghiệm ở mẫu rồi. Cái nghiệm ở mẫu mà đây cũng bị trúng nữa thì thôi hỏng vét bánh kẹo, đúng không? Để bị loại ngay. Và ở đây chúng ta sẽ có này, đầu tiên là tập xác định là D bằng R. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ đạo hàm ra y phẩy của mình bằng u phẩy nhân v trừ v phẩy nhân u, một chữ đạo hàm là còn trừ một thôi, nhân x bình trừ mx chia cho cái mẫu bình phương. Rồi chúng ta lại nhân tung tóe nó ra, trừ 2x bình phương cộng với cả x bình phương là còn trừ x bình phương này, tiếp 2x cộng 2x gì cộng mx trừ mx, hết rồi đấy, còn mỗi là trừ m đi thôi là xong. Ok, tiếp tục chia cho cái mẫu của mình 1 trừ x tất cả bình phương. Vậy để hàm số y có cực đại và cực tiểu thì y phải bằng 0 phải có hai nghiệm đơn. Đúng không? Đấy, thì suy ra delta của thằng y phải nó phải lớn hơn 0. Được không nào? Đấy, tương đương thì sẽ có chưa có tử thôi. Và nghiệm ở mẫu nhé là y phải tại cái số 1 ấy này nó phải khác không từ trên này. Đấy, hay là các bạn lấy cái tử thôi thì ghi là tử nhé, cho nó cái tên lên cho nó dễ. Hai nghiệm đơn vậy tương đương tử thôi, x bình cộng 2x trừ m thôi bằng 0, có hai nghiệm. Nhưng hai nghiệm này nghiệm phân biệt khác x bằng mấy, nghiệm phân biệt x khác 1 nha. Nghiệm này phải nghiệm khác 1. Nghiệm này mà bằng 1 thì hỏng vét bánh kẹo. D bằng R loại đi 1 chứ. Chết thật. Nghi thiếu. Rồi, thầy sẽ gọi cái vế bên tay trái của chúng ta đây là thằng g x. Được chưa nào? Vậy thì để thỏa mãn được thằng g x này có hai nghiệm phân biệt khác x bằng 1 thì delta của nó phải lớn hơn 0. Và g tại cái số 1 này này nó phải khác 0 để nó không phải là nghiệm. Delta thì dùng delta phẩy nhé, b phẩy bình phương này 1 thôi trừ ac, a là âm 1, c là âm m thôi, lớn hơn 0. Đâu tại 1 thay 1 vào này, trừ 1 này cộng 2 này trừ m này phải khác 0, tương đương 1 mà trừ đi m đúng không nào, lớn hơn 0, tức là m nhỏ hơn mấy đây, m nhỏ hơn 1 rồi. Đấy, m nhỏ hơn 1 và m các bạn khác mấy, khác 1 được không nào, m khác 1 thì auto luôn rồi, vậy chỉ cần m nhỏ hơn 1 thôi là xong rồi. Như vậy thì các bạn nhìn vào 4 đáp án không thấy đáp án nào đúng, đúng không? Nhưng mà thực tế là chúng ta sẽ phải chọn cái đáp án nó đúng nhất, thì ở đây trong 4 đáp án đúng nhất của mình nó phải là đáp án A chứ nào, bởi vì m nhỏ hơn 0 nó là con của m nhỏ hơn 1 nha. Kết thúc câu 7. Ví dụ số 8, biết rằng đồ thị H có hai điểm cực trị là A và B. Khoảng cách từ góc tọa độ đến đường thẳng AB là gì? Ok, vậy thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ thấy là mình phải tìm M để nó có hai điểm cực trị trước đã.
Sau đó các bạn phải biết được cái phương trình của đường thẳng AB là cái gì đã, thì các bạn mới đi tìm công thức khoảng cách từ điểm đến đường thẳng được. Đấy là cái lối tư duy mà các bạn phải đọc đề bài, các bạn phải có nhá. Đọc từng thứ một, mình cần ra được cái công thức khoảng cách từ điểm đến đường thẳng thì các bạn phải có đường thẳng. Mà muốn có đường thẳng được thì các bạn phải có cực trị đã, đúng không nào? Là bây giờ chúng ta sẽ đi biện luận để nó có điểm cực trị trước đã nhá. Có điểm cực trị trước đã. Còn thực tế bài này mà đi tìm ra khoảng cách từ điểm O ấy thì kiểu gì nó cũng phải có cái đường thẳng AB rồi. Nên bạn nào mà muốn làm tắt ấy, các bạn hoàn toàn có thể viết thẳng luôn cái phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị luôn cho thầy. Đấy, xong các bạn ra được M bao nhiêu, xong các bạn thì thay ngược trở lại vào. Đấy, đạo hàm ra xem nó có ra hai nghiệm đơn hay không, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ra thôi. Được không nào? Là bây giờ bởi vì M tham bậc nhất thì kiểu gì có một M thôi, đây là cái thứ tư duy khi các bạn làm trắc nghiệm nha. Nhưng tuy nhiên thầy sẽ vẫn làm đầy đủ cho các bạn từng bước một khi mà các bạn làm tự luận, được chưa? Đúng bản chất. Ở đây ta sẽ có tổng xác định là D bằng R loại đi số 2. Rồi. Và ở đây ta sẽ có Y phải bằng U phải nhân V trừ V phải nhân U chia cho mẫu bình phương. Rồi. Bằng 2 bình trừ bình là còn x bình này. Chỗ này là trừ 4x. Rồi, trừ 4. Và trừ đi m thôi. Chia cho cái mẫu bình phương lên. Ok. Lúc này, để hàm số này y có 2 điểm cực trị thì suy ra y phải bằng 0. Có hai nghiệm đúng không? Nghiệm x khác mấy? Khác 2. Tôi giải luôn trên sinh tử nhé. Suy ra đấy, delta của sinh tử à, delta sinh tử là suy ra cái tử thôi là x bình trừ 4x trừ 4 trừ m bằng 0. Có hai nghiệm x khác 2 tương đương delta phải lớn hơn 0. Và g tại thì gọi đây là hàm g nhé. Đấy, và g tại cái thằng 1 và thằng 2 phải khác không? Nào giải g tại 2 khác không? Tương đương delta phải b phải bình phương trừ 2 bình phương là còn 4 này, trừ ac. Trừ ac thành cộng mức là 4 cộng m thôi. Rồi, lớn hơn không? G tại 2 thay 2 vào là 2 bình này, trừ 4 nhân 2 trừ 4 trừ m khác không? Tương đương là m lớn hơn âm 8. Và chỗ này là 2 bình là 4, 4 trừ 4 hết. M khác âm 8 thôi. Vậy các bạn chỉ cần là m lớn âm 8 auto luôn là có 2 điểm cực trị. Được không nào? Rồi bây giờ viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị ra cho thầy. Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị. Muốn viết được phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị, các bạn nhớ là dùng công thức là gì em? Đạo hàm trên tử chia cho đạo hàm của mẫu, đạo hàm trên tử tử này, đạo hàm chia cho mẫu, đạo hàm ra là xong. Từ đạo hàm ra là 2x cộng 2, mẫu các bạn đạo hàm ra là các bạn còn 1 thôi. Vậy phương trình đường thẳng của các bạn đi qua hai điểm cực trị là 2x cộng 2, được không nào? Đó, quá đơn giản là như vậy thôi. Vậy suy ra khoảng cách từ điểm O cho đến đường thẳng AB này bằng bao nhiêu? Trị đối này thì tương đương nhé, các bạn phải đưa cái phương trình đường thẳng về cái dạng là 2x trừ y, chuyển y sang mà cộng 2 bằng 0, thay tọa độ điểm O vào 2xO này trừ yO này cộng 2 chia cho căn bậc 2 của 2 bình cộng trừ 1 bình phương. O là 0,0 rồi là 2 chia cho căn mấy? Căn 5 thôi. 2 trên căn 5 đáp án A. Kết thúc bài toán nha. Thực tế là đấy, thầy đã bảo là chúng ta không cần phải đi tìm ra thằng M là cái gì cả. Thì cả bài này, cái bài này chúng ta thậm chí là không cần giải bước này, các bạn vẫn có thể ra được cái khoảng cách từ điểm O đến AB nếu mà làm trắc nghiệm. Đấy là mỗi bước cuối thôi là xong rồi. Xem nè, có đâu làm đầy đủ thì các bạn phải ghi hết ra điều kiện để nó có hai được với chị. Ok. Rồi mình sang câu số 9 nè. Cho hàm số y bằng x bình cộng x cộng m chia cho x trừ 1. Tìm m để thằng này có hai điểm cực trị thỏa mãn là y một bình cộng y hai bình của mình nó bằng số 10. Ok, y một bình cộng y hai bình bằng 10.
hai điểm của chị đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử đi mờ để nó có hai điểm của chị trước đã. Được chưa nào? Sau đó các bạn mới đi làm cái điều kiện phía sau. Tập xác định ở con này là D bằng R loại đi kinh nghiệm ở mẫu là 1. Đạo hàm y phẩy của chúng ta bằng u phẩy nhân v trừ v phẩy nhân u chia cho mẫu bình phương nhân tung nó ra x bình này trừ 2x cộng x trừ x hết, vậy thì còn trừ 2x thôi, trừ 1 và trừ đi m chia cho cái mẫu bình phương lên thôi, x trừ 1 bình phương. Ok nhé. Vậy để ăn được chị set y phẩy bằng 0 này, thì suy ra x bình trừ đi 2x trừ 1 trừ m bằng 0. Để gọi cái hàm này là hàm gx nhé. Hàm gx đây nhé. Vậy suy ra để có hai điểm của chị để làm số. Delta của thằng gx lớn hơn 0 và g tại thằng 1 phải khác 0 chưa nhỉ? Phải có hai nghiệm khác 1 làm như mấy câu trên rồi. Delta delta phẩy đi, b phẩy bình phương trừ ac cộng 1 cộng m thôi, lớn hơn 0, g tại 1 rồi, vậy tương đương m lớn hơn âm 2 và chỗ này là m khác âm 2 thôi, vậy các bạn chỉ còn là m lớn hơn âm 2. Thế là mình xong được cái điều kiện để có hai điểm của chị. Để cho điều kiện này là điều kiện số 1 nha. Điều kiện 1. Được không nào? Lại, hoặc là ghi gọn lại đi. Đấy, ghi gọn lại. Ok. Điều kiện số 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra cái phần y của hai thằng này bình quân cộng nhau bằng 10. Thì y hai thằng với nhau các bạn dùng y của hai thằng này, dùng y này này, to lắm luôn. Vậy các bạn phải dùng cái y của phương trình đường thẳng đi qua hai điểm của chị thì nó gọn hơn. Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị, công thức là gì em nhỉ? Y bằng đạo hàm của tử chia đôi đạo hàm của mẫu, đạo hàm tử là 2x cộng 1 thôi, đạo mẫu là 1 rồi. Được chưa nào? Vậy suy ra ở đây hai điểm của chị giá trị hai điểm của chị nó chính là y1 của các bạn nó bằng là 2x1 cộng 1 và y2 là 2x2 cộng 1, được không nào? Và bây giờ để y1 bình cộng y2 bình của mình nó đang cần là bằng số 10, em cho y1 vào đây là 2x1 cộng 1 bình phương cộng 2x2 cộng 1 bình phương bằng số 10, đương đương khai triển nó ra 4x1 bình cộng 4x1 cộng 1 cộng 4x2 bình cộng 4x2 cộng 1 bằng 10. Tương đương. Các bạn thấy có tổng và tích đưa về VS thôi nhá. X1 bình x2 bình à, thì đưa về VS thì là x1 bình này cộng x2 bình ở đây thì thêm 2x1x2 vào nữa để đưa về x1 cộng x2 đi. Đúng không nào? Thêm rồi thì phải bớt nhá. Mình đang thêm bao nhiêu vào? À, thêm 8x1 x2 thì bị bớt đi 8x1 nhân x2. Ở chỗ kia còn 4x1 cộng x2. Đúng không? Bằng 10 trừ đi 2 là còn 8 thôi này. Đấy, các bạn biến đổi này các bạn làm biến đổi chậm ấy, thì các bạn có thể pau lại các bạn tự biến đổi nhá. Chỗ này thì sẽ có là 4 thì chia 2 về cho 4 đi. Chia 2 về cho 4 này rút gọn đi là x1 cộng x2 tất cả bình này cộng với cả x1 cộng x2 rồi này trừ đi 8x1 nhân x2 rồi này bằng số mấy? À, 8 thì chia cho 4 là còn 2 thôi. Bằng 2 nhá. Chia 2 về cho 4. Rồi áp dụng VS. Phương trình VS của cái phương trình GX bằng 0. Bởi vì X1, X2 là cực trị thì nó là nghiệm của phương trình gì em? Suy ra phương trình sao sẽ là gì? Để gọi đây là sao nhé. X1 cộng X2 là trừ B nè. Trừ b na các bạn nhìn này, trừ b na là gì đây? ABC thì mình nghĩ đây, A bằng 1 này, B bằng trừ 2 này, C bằng trừ 1, trừ M này.
Vậy thì x1 cộng x2 là trừ bna là còn 2 thôi. Đấy, 2 thôi này. X1 x2 là c trên a là trừ 1 trừ m thôi. Bằng 2. Vậy đến đây các bạn ra m nhé. M bằng mấy? Chỗ này chúng ta sẽ có 2 với 2 rút gọn rồi này. Hết nhé. Vậy thì chúng ta sẽ còn lại là 1 cộng m là bằng âm 2. 1 cộng m bằng âm 2 thì m bằng âm 3. Âm 3. Trên nào? Âm 3. Rồi, âm 3. Âm 3 thì chúng ta sẽ có được thỏa mãn điều kiện hay không? Có thỏa mãn một nhá. Thỏa mãn cái điều kiện số 1 là có hai đỉnh cử trị. Thỏa mãn một đây này, để có hai đỉnh cử trị. Vậy kết luận thôi, m của mình là bằng âm 3. Đáp án A. Kết thúc bài toán. Như thế nào? Các bạn xem lại lần nữa.